Rồi có là ai có được. Đó, thì mô hành đó nè cả nhà, đây là ốc bi nha. Không rồi, có hai rồi, hết rồi. Yeah. Vừa lấy lên ăn rồi cả nhà ơi. Rồi cả nhà bắt đầu thưởng thức với mình cái món này nha. Đè mạnh lên con, đâm mạnh mạnh lên. Đăng mạnh. Để ăn cho ngon hơn.
Hello, xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch TV lần này nữa nha. Lần này thì mình lại có thêm một cái điểm mới hơn nữa. Nói chung là mỗi một lần mình quay đó là đều sẽ có một cái điểm rất là khác nhau. Tại vì ở đảo mình rất là nhiều chỗ để quay cả nhà. Hôm nay thì mình đang có một cái chỗ điểm rất là đẹp nè. Nói chung là cái chỗ này là cái dốc nó hơi mệt đó nha. Mình lội xuống lội nó hơi mệt. Lấy cây cối nữa. Thì cũng như thường lệ thôi, cũng như những cái clip trước thôi, mình cũng hay đi kiếm một cái điểm thật là đẹp. Sau đó thì mình sẽ đi kiếm cây kiếm cối, rồi mình sẽ đốt than hoặc là mình câu cá gần đây nè cả nhà. Để mình nướng cho cả nhà cùng xem luôn, cho cả nhà trải nghiệm những cái bãi tắm thật đẹp ở đảo mình luôn nha cả nhà. Mà bây giờ không để cả nhà chờ lâu nữa, bây giờ mình sẽ đi tham quan thử chỗ này nha, có cái gì vui nha. Với lại có cái gì để mình bắt cái này kia để ăn cả nhà. Giờ mình đi kiếm củi đi cả nhà. Ở đây ở đảo rác hơi nhiều cả nhà. Rất là nhiều phao của người dân ta làm ghe làm cột, ta làm. Bây giờ mình đi kiếm cái khúc cây này nè để mình làm than, mình bỏ đây đi. Đó, cái chỗ đẹp nè, sẽ bỏ vô đây ha, khỏi cần đào hố cả nhà. Đó, để cây đây rồi mình làm than ha. Còn cái cây này lắc mình chặt ra để mà mình bỏ cá nha. Này bên con lấy ra bên đi. Đó, đây là thằng cháu mình với lại vợ mình, đây là nhỏ cháu mình nha. Mình hiểu là con mình, nghe đây là nhỏ cháu mình nè, dễ thương lắm. Khán chào khán giả đi ca. Hello. Chào khán giả đi. Hello. Trời ơi trời. Cưng mà nhà cưng lắm. Rồi bây giờ mình sẽ trải nghiệm nha cái nhà. Giờ mình coi thử chỗ này có cái gì hả, để mình lượm thêm. Đi lượm thêm củi đi Bin. Con tìm xung quanh thử coi. Đó cả nhà thấy không? Ở đây rất là nhiều chỗ để mà mình tham quan câu cá nha. Rất là đẹp luôn cả nhà. Mình không to đâu cho nhà xem nha. Cháu mình nó đang đi kiếm củi. Đó qua tới khúc đó có không? Chỗ này nếu mà ban đêm mà mình đi chỗ này nướng đẹp nữa ha. Nếu mà qua gì? Ý mình nói là chỗ này ban đêm mà mình đi lặn cá lặn cua đó cả nhà cũng được. Cả nhà thấy không, ở dưới đó là có một cái điểm nghỉ dưỡng của một cái tư nhân ở đó, họ làm dưới đó đó. Ở chỗ đó cũng là một cái chỗ để mà khách du lịch ta vô ta nghỉ ngơi, còn mình thì ở trên này để mà mình kiếm cây kiếm cối để mà mình làm than nha. Đây mình nghĩ là chắc là các anh chị phương xa du lịch đó, tới đây ta trải nghiệm đó, ta nấu nướng ở chỗ này nè. Chỗ này mà chịu lặn cua lặn ốc là nhiều ha. Ở dưới đó mình câu cá câu cua dưới đó là nhiều. Giờ hay giờ về lấy tôm ngay tơ Vin. Rồi đi câu cá nha, lấy tôm qua đi rồi cậu lấy ống câu ra. Hút cua lấy ra được không? Cho anh làm con đá. Cứng lắm cũng lắm. Cứng cái cây đi. Hỏi đi, bây giờ về đốt đống là được rồi con ơi. Lấy ông quẹt cho cậu Vin ơi. Lấy ông quẹt cái lại lấy cồn cậu đi cậu. Rồi hút cây này làm than cũng được cả nhà, hút cây này làm than được rồi nè. Cái miếng đen này mau chém nè, nó dày quá. Rồi lấy cái này đi. Theo làm. Bây giờ mình với cháu mình sẽ lấy câu ra để mình chuẩn bị câu cá nha. Chỗ này câu cá còn gì bằng, bây giờ chỗ này chắc chắn sẽ có cá. Bình thường ở đảo mình có nhiều cá rô với lại cá ngăn, cá chích, cá chỉ nha, với lại nhiều cá đẹp luôn nha. Cá đẹp này cá ngon nữa. Giờ mình nhóm cái lửa này lại mới được, mình nhóm lửa. Từ tôm bữa đó, tôm này là do lần trước mình đi câu ở nhà nó còn dư. Giờ lấy tôm ra đi. Con đá này. Rồi lấy tôm là lấy con lấy thịt ra hết đi. Còn sắc nhỏ ra đúng không? Sắc nhỏ không? Sắc nhỏ đi rồi. À, còn lưỡi nè, đúng rồi. Chuyện câu cái này ra, lát cậu câu cái cá ở đây là nó thích ăn tôm cả nhà. Tôm cắt nhỏ ra thôi để mình câu dễ. Hôm nay thì có đem mấy cái mặn theo nè để ăn nữa nha. Đó. Cái mặn. Con này là mình sẽ dùng cồn nha để mình cho lửa lên mau quá nha. Còn đây là hàu. Đây gọi là hàu đá ở đảo mình nha. Hôm nay thì mình sẽ ăn với mỡ hành như cái nhà. Trời ơi, chỗ này còn gì bằng nữa. Cảnh đẹp mà với lại đồ ăn ngon nữa cả nhà. Đó. Nè cả nhà. Cho cả nhà xem từng con một nè đó.
thấy không? Hào này ăn rất là dai dai nha nha, sực sực nữa, nhất là cái cùi của nó ngon nè. Mình đã rửa kỹ rồi nên mình mới đem theo đó cả nhà. Đây nè, quá trời ngon của nhà ơi. Con nhớ sắc sắc nhỏ nhỏ nha, vừa vừa thôi bên đây. Giờ này cá có ăn gì đúng không nhà. Rồi bây giờ mình sẽ để đây đi hả nhà, rồi bắt đầu mình làm than nha. Có đem theo hai cá mú rồi nha, tại vì mình sợ nhiều khi giờ này câu cá nó không dính nên mình cố thủ theo hai cá mú mình mua trên cái chỗ nãy cái cầu cảng nha, có mua nè hai con cá mú đây. Rồi bỏ đó đi, nhớ 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 nha, hai con cá mú này với lại đồ ngon đó đâu. Cái này là cái hào, hào đá đó, nó con sắt gì vừa thôi, nhỏ nhỏ xíu nữa. Mà cả nhà uống với mình là trà sữa cho mát mát nha cả nhà. Mà cả nhà nha, ngon. Đang nóng mà, đang nóng là cái nhà không có gió, uống ly trà sữa gì. Ngồi chỗ này câu cá còn gì bằng. Cháu mình nó đang tới chỗ đó lấy cái lưới để có cái chì để mình câu cá cả nhà. Ngon quá. Hồi nãy mình có đi qua bên kia thấy một ít lưỡi cầu lông này cả nhà. Lưỡi cầu lông chắc là của mấy anh em mà ta đi tới đây ta cắm trại hay ta chơi câu cá gì đây nè, bỏ quên. Bây giờ mình đem nó về để mình đi câu cá hay nha. Có bỏ lưỡi này cũng ok lắm. Này lưỡi cầu lông nè, thường ta hay câu cá chỉ, cá ngăn, cá chích đó. Để làm mồi cho mấy con cá như là cá thu, cá bớp hoặc là cá bự ăn cả nhà. Mình có mới có cái rồng nè. Đâu cho coi mấy con chì coi, thấy nhiều không? Chì câu cá nè cả nhà. Chì này để mình đi câu cá mú ha, hoặc là mình đi câu mấy con cá rô mà thường thường mình đi câu cho cả nhà xem đó. Nhưng mà câu cá là dùng chì này là ok luôn cả nhà. Giờ mình cháu mình đi xuống dưới tắm. Có cá mú rồi cả nhà ơi, mình được một con cá mú nha cả nhà. Xin vừa mới được một em cá mú cả nhà. Ở đây là cái loại này là hơi bị nhiều nha, cá mú cọp này nè. Lại có thêm một em để mà mình nướng và ăn ở đây cả nhà ơi, quá đã luôn cả nhà. Giờ mình tháo ra nha.
Để bé đây đây. Không uống nhiều lắm. Cá rô. Lại có cá ăn nữa cả nhà ơi. Yeah, chỗ này lại có mồi nữa rồi. Lần này là cái con tôm này ăn rất là nhảy nha. Với lại cả nhà biết không, nếu mà biết câu á, với lại coi kỹ kỹ cái dây lên là sẽ dính nè. Giờ mình dính đồ em đó cả nhà. Rô này nướng cũng ngon lắm nha cả nhà. Ai đã từng xem mấy cái tập trước của mình sẽ biết được cá rô đang rất ngon nha. Nướng lên nha, dần dần cái da nó giòn giòn với lại thịt nó mềm mềm ăn ngon lắm nha. Thôi giờ mình tháo nó ra nha. Bây giờ mình phải lấy cái cây này để mà mình làm cho cái than nó mau nha cả nhà. Đưa than này, đưa cây này vô đây cho cháy hết luôn. Em lấy than. Đây là mấy con cá mà mình vừa mới câu được đây. Đây, cá mú nè. Đó, cả nhà thấy không? Trên cảng bán nè. Cũng là cá này thôi. Cái này đâm không nhất nữa nha, nhưng mà khi mình nướng lên thì nó ngon lắm. Cá rô đông vậy nè, từ tôi vậy nó mới ngon nè. Mình đã chuẩn bị hết trơn nữa nha, phải không? Đó, lúc nữa sẽ nướng con hàu này thêm mỗi chanh vô cho nó ngon. Còn gì bằng nữa. Hôm nay mình có đem theo một ốc nữa cả nhà. Ốc này mình bỏ lên ngay chỗ cái miếng hàu á. Mình nướng sơ sơ luôn ha. Thêm mỡ hành nữa nè cả nhà. Đây là ốc bi nha. Phô mai bơ phải không? Bỏ thêm phô mai bơ vô nữa. Mình sẽ bỏ cái ốc bi này nè vào trong cái vỏ xoài nè cả nhà. Đó. Chúng ta sẽ thưởng thức này xong rồi cái mình ăn là ốc này ha. Rồi bây giờ than đã có cả nhà ơi, mình sẽ để này lên đây ha, rồi mình nướng. Để lên đây mình nướng. Rồi. Bỏ cái nguyên thằng này vô, hành lá vô. Mở hành vô rồi mình nướng, mình để này nè cả nhà. Có đem, đây là mỡ hành, đây là đậu phộng nha, đây là bơ cả nhà. Đây là muối nha, muối Tây Ninh, muối tôm á. Ủa, có gì cả mấy con sáp thì mình nướng hào cả nhà, bỏ vô cái gì nó ngon ngon. Khô khô rồi cái
nó khô khô á, để cho nó khô khô cái đầu cái bỏ cái này lên ha, bỏ mỡ hành này lên. Con này để dùng nấu với bơ này dùng để ăn với ốc bi, ốc mặt trăng đó nha. Rồi cá chọi đi, cá chọi. Cảm ơn chọi. Rồi, chọi bên. Rồi. Ăn rồi. Ăn rồi cá hai ơi, ăn rồi. Yeah. Chọi tiếp, chọi tiếp. Yeah. Rồi anh chỉ ai, anh chỉ cho em cho anh. Bây giờ chín lên cả nhà nha. Giờ mình lấy hào đá lên ăn nha cả nhà. Nói chung là mình ăn tái tái thôi cả nhà. Giờ mình lấy lên nha. À. Nói gì mà tao nói em đâu biết cùi bắp. Đúng chưa em? Phải đâu mấy cái cùi. Rồi lấy lên ăn thôi cả nhà ơi. Cả nhà bắt đầu thưởng thức với mình cái món này nha. Nó bị nổ nhiều quá. Tại vì cái vỏ hồng nó dài cả nhà. Nó dày quá, cái vỏ hồng nó dày quá rồi nên nó sẽ bị nổ dưới này đó nha. Nổ mấy cái lớp này nè, nghe nhà thấy không, nó nổ rồi đó đó, nghe nhà thấy không, nổ cái chỗ này nè, nổ đá. Cái gì nổ đá vậy? Gì đó, gì đó là nào đá mà. Đây còn con lấy lên luôn, sẽ đem mấy con cá lên. Em tưởng nha. Nó 10 con là 5 con là sẽ bổ đôi, biết không, bổ đôi biết không. Bây giờ cắt miếng chanh nó được rồi. Nhưng mà không phải vậy. Tới đây mình lấy cái bao tay ha. Để nè. Để mình bự bể cái này. Bấm dễ luôn đi. Thôi hồi xuống chi tiếp ha. Hồi xuống chi tiếp nha. Bây giờ mình lên mình ăn nha. Hello. Con ngon mẹ. Con ngon. Vừa ăn không ơi. Đó giờ mình ăn nè. Thôi. Chị con chơi phải không? Cháu mình nó phải chơi ở nhà, nó thích, thích chơi đó, thích chơi đó. Xin chị tiếp. Vậy mình về ăn, ăn đi con ơi. Đi hai cho cháu nè. Rồi. Ui giờ tí má rồi. Kìa đây nè, em lấy này nè. Không có, em không cần. Bên phỏng đó, xích cái đùi ra. Đi qua đây ngồi đi bên. Rồi con chọn đi, lát qua hai qua chơi con nha. Đi ghế của con. Rồi ghế con ra. Bên, lấy cho em. Mình có đem theo cái càng rẻ găm me luôn cả nhà. Mình có làm ở nhà rồi nè, ngon. Thơm luôn cả nhà. Có chút bơi trong này phải không? Bơi me. Cũng... cá này mau chín lắm, để mình nướng nướng cho kỹ lại. Con qua đây, con qua đây ngồi ăn. Màu chín ở ngoài nhà nha, mình phải nướng kỹ một chút. Nhưng mà cá này rất là màu chín luôn. Thôi nướng không kỹ là ăn hết hổ bụng nghe nha. Để mình nướng cá. Con cá chúng bán rồi nha. Ai đã chuẩn bị nha. Ăn hơi nhiều quá nha. Cá cũng vừa chín ở nhà chứ để hồi nó khác. Đây, con này để mình nướng kỹ lại chút. Nướng bờ đang chín đây nè. Rồi cả nhà bây giờ cái cá mình đã nướng xong rồi nha. Đó chín rồi cả nhà. Đó, chút nữa mình sẽ bẻ ra mình ăn luôn. Đây là nước chấm nè. Đó, quá trời ngon luôn. Mình có đem theo mặn với lại có đem theo chút để ăn cho nó ngon ngon chút. Quá trời đồ ăn ngon luôn cả nhà ơi. Với lại cái này khỏi nói nữa. Ăn quá đã luôn cả nhà. Rồi, mời cả nhà ăn ăn này trước nha. Nó còn nó đạnh ngon. Mời cả nhà nha. Quá đã. Đang chơi ơi. Chú cô Hồng ngồi. Mình ăn món hải sản ngon đó nha. Nghe. Cháu mình nó kêu cả nhà ơi, lại ăn. Rồi mình ăn nha. Rồi mời cả nhà thưởng thức với cháu mình cái món ốc đá này nha. Hào đá. Hào đá lộn lộn hào đá.
Ủa dạ 5 ngàn tiếng. Đã không? Có hành nữa nè. Hành với lại đậu phộng ăn ngon. Với bơ. Với bơ nè, rồi được rồi, đây nè. Cái chén hồi nãy cả nhà nó hơi bị chua nha. Bây giờ mình sẽ nặn chanh ít lại để ăn cả nhà. Giờ đến lượt mình thưởng thức cái con hàu đá cả nhà ơi. Còn muốn à, nhìn mà cả nhà nha. Trước một con này nha cả nhà. Cái này là mình ăn rồi, bây giờ mình mời cả nhà ăn với mình cái con này nha. Nhìn mà cả nhà nha cả nhà. Trời ơi. Đầy dai. Mềm mềm với lại béo béo. Ngon cả nhà. Đã. Nó cũng hơi lạc lạc xíu cả nhà, nhưng mà cái con này ăn vô rất là ngon nha. Giờ nó bổ luôn cả nhà. Cái này ăn dai dai. Nhưng mà nếu mà không có gia vị kia bỏ vô thì nó hơi lạc. Cái con hào đá là vậy á. Ngon quá. Bây giờ là mình đang bỏ ốc lên đây nè cả nhà. Đó, mình bỏ ốc bi vô ha. Để mình nướng như mỡ hành luôn cả nhà. Còn đây là bơ ha, bơ. Bơ phô mai nướng với ốc bi. Quá ngon. Cứng. Cày mạnh lên con, đâm mạnh mạnh lên. Lăn ra ngoài. Giống như bò bít tết vậy, xèo xèo xèo, xèo đã quá nha. Con cày mạnh bên thôi. Mạnh lên, con cày mạnh lên đó. Mạnh lên con, mạnh lên đó, mạnh lên. Dưới luôn. Ngồi đi nè. Ngồi đấy nè. Mình vẫn còn một đống cả nhà, còn một như đây nè, vẫn còn hai con nữa. Nắng nào? Đang biến nắng rồi. Còn hai con. Ngon quá. Cả nhà, mình bỏ vô đây cả nhà. Tại vì mình sợ nó hơi nóng á. Bỏ vô đây. Trời ơi, nhìn cái món ốc này nó. Cái này chín lên nè em ơi. Bỏ đây nè. Chút luôn đây. Để mình đi qua mình cái đó là kéo qua đây cho đẹp rồi. Ủa. Dạ, thằng cà quá nóng rồi nha. Dạ. Mời cả nhà thưởng thức với mình cái cá nướng ở nhà. Cái con em muốn nướng này nha. Cháu mình nó đang lấy cái khét ra để ăn cho ngon hơn. Quá trời đã luôn nha. Đây đã rồi. Bây giờ mình đang ăn cái nha. Cá này ngon. Cá làm phải bẻ ra dặn mới ngon cả nha. Đây nè. Bên kia cái chấm. Bên kia thì mình đang còn một một cái hào ốc nữa. Quá trời ngon luôn nha. Bơ phô mai không? Bơ phô mai không? Cá này là mình câu tại đây luôn. Mình thường á mình hay đi câu đây đúng không nha? Mắm nó cao. Kìa, ngồi xuống cá nè. Ngồi xuống cá nè con. Bé bé chấm chấm mềm 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 mềm. Mời cả nhà nha. Chấm miếng cả nhà. Quá trời. Ngon quá trời. Thơm.
Rồi chào ba xíu nha, chào ba xíu nha. Rồi chào ba chút nha. Dạ không. Rồi mình cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ kênh ẩm thực và Unison TV nha. Món ăn hôm nay rất là ngon cả nhà, với lại rất là tuyệt vời nữa. Bây giờ cũng đã tối cả nhà. Thôi bây giờ mình hẹn gặp cả nhà vào những cái clip hấp dẫn hơn nha cả nhà. Quá trời đã luôn nha, ngon quá. Bye bye cả nhà nha.